Thưa quý vị, trong đợt bùng phát dịch bệnh từ ngày 10 tháng 7 đến nay, với biến chủng Delta, số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng không chỉ tăng cao mà kèm với đó cũng có nhiều ca bệnh nặng hơn. Chính vì vậy, ngành y tế Đà Nẵng đã tập trung cao độ cho công tác điều trị, nỗ lực tối đa để giảm số bệnh nhân tử vong vì COVID-19. Là tuyến cuối điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng, hiện nay bệnh viện phổi đang điều trị hơn 80 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 60 trường hợp nặng. Trước áp lực số ca bệnh nặng tăng, bệnh viện điều động 89 cán bộ gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý. Bác sĩ thì làm việc 24/24 và ở tại chỗ, còn nhân viên điều dưỡng thì làm ca kíp, sau ca kíp thì họ tại khách sạn Hàm Mỹ và họ tới ca họ vào làm. Và việc thực hiện chăm sóc bệnh nhân nặng thì họ sẽ vào trong này, họ ở trong này 5 tiếng, thực hiện đầy đủ y lệnh của bác sĩ. Còn bác sĩ thì sẽ vào thường xuyên, mà có trường hợp gì là không phải một bác sĩ mà nhiều bác sĩ cùng vào. Nó làm hết việc và ra, có thể vừa vào xong, 5 phút sau bệnh nhân nặng lại vào lại. Sau khi được thiết lập vào cuối tháng 7, Bệnh viện Dã chiến tại ký túc xá phía Tây đang thu dung điều trị hơn 1.800 bệnh nhân COVID-19. Ngay từ khi tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành phân loại nhóm nguy cơ để sớm có can thiệp y tế phù hợp. Nhờ đó, tỷ lệ bệnh nhân nặng chuyển đi chỉ khoảng 3% so với tỷ lệ chung theo Bộ Y tế hiện nay là 5%. Cũng có rút kinh nghiệm từ một số các cái đợt dịch trước đây thì thấy rằng là những cái điều mà bệnh nhân mà có cái bệnh này nặng á, thứ hai nữa là có cái yếu tố nguy cơ cao, thứ ba nữa là mặc dù là họ chưa có diễn tiến lâm sàng nhưng mà vấn đề chống đông sớm thì vẫn là một trong những cái ưu tiên hàng đầu. Như vậy là bệnh viện cũng đã áp dụng cái phác đồ đó thì cho thấy rằng cái biến chứng gần như là chưa thấy, nhưng mà là cái hiệu quả là nó rất là tốt. Thì bệnh viện rất là chú ý đến đối tượng yếu tố nguy cơ đó. Ví dụ như là anh mặc vô là chắc chắn là điều gì không cần thiết phải là nặng là nhẹ gì hết, tại vì chắc chắn là nếu mà những trường hợp đó, nó trở nặng là nó rất là nặng. Tính từ ngày 3 tháng 5 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận gần 4.400 ca mắc COVID-19, trong đó đã có 39 trường hợp tử vong, chiếm khoảng 0,8% trên tổng số ca bệnh, tức chưa đến 1/3 so với tỷ lệ tử vong trên tổng số ca mắc hiện nay của cả nước là 2,5%. Điều này cho thấy phương pháp thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng đang đi đúng hướng. Tôi đề nghị là công chí tiếp tục triển khai theo kế hoạch đã được thành phố phê duyệt về việc xác định và chuẩn bị thêm các cái cơ sở bệnh viện dã chiến tương tự như thế này ở một số các cái địa điểm chúng ta đã chuẩn bị để chúng ta có những cái phương án chủ động trong cái việc điều trị các cái ca dương tính. Thứ hai nữa là tiếp tục có những cái rút kinh nghiệm trong cái công tác chuyên môn để làm sao là đảm bảo được cái việc chữa trị cho các bệnh nhân một cách tốt nhất và hạn chế thấp nhất cái việc tử vong cho các bệnh nhân. Biến chủng Delta không chỉ lây lan nhanh mà số ca bệnh nặng cũng tăng cao. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu điều trị thì ngành y tế Đà Nẵng cũng đã triển khai chuyển đổi công năng bệnh viện phục hồi chức năng để thiết lập trung tâm hồi sức tích cực. Đồng thời, thêm một bệnh viện dã chiến nữa cũng đang được khẩn trương xây dựng tại khu ký túc xá tập trung số 8 đường Hà Văn Tính thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Hiện nay quận tiếp tục chỉ đạo các địa phương và các đơn vị cũng sẵn sàng để mà hỗ trợ phối hợp với các đơn vị có liên quan để sớm đưa các bệnh viện dã chiến tại ký túc xá tại khu vực phường Hòa Nam đưa vào hoạt động. Mới đây, Đà Nẵng đã tiếp nhận 5.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 do tập đoàn Ecovac hỗ trợ. Với khả năng rút ngắn thời gian chữa trị và đẩy nhanh phục hồi ở bệnh nhân diễn tiến nặng, nguồn thuốc bổ sung này sẽ giúp các cơ sở y tế nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân COVID-19.